Sư xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có buổi chiều thật là vui. Có người người ta mới điện tới, người ta nói là thầy ơi, thầy có dám chia sẻ cái chuyện này không? Thầy mới nói là vậy thì cái chuyện gì? Thì người ta mới nói là cái chuyện mà cứ gọi như là cái câu chuyện gọi là mí ngọt đắng cả cu đấy. Nhưng mà mí ngọt đắng cả cu mẹ có khi thì là nó hợp lệ, nhưng mà có khi thì nó không hợp lệ mọi người nhé. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là có cái người này, người ta mới nói là tức là đại ý là sư không thể nói chi tiết cái chuyện, tức là sư phải cái chuyện thì nó đúng là như vậy nhưng mà sư không nói chi tiết thẳng đấy, bởi vì lái đi một tí không có sợ người ta nghe thế thì người ta đã biết cái câu chuyện của người ta thì người ta tự ái đấy. Thì cái chuyện này đại ý là có một cái ý là tức là khi mà ăn rể thân thiết với em gái đấy, thân thiết với em gái thì sau đó là có cái chuyện là tư tình với nhau đấy. Có cái chuyện tư tình với nhau nhưng mà cái cô em gái này tức là bắt là phải cái anh kia, là tức là khi mà đại ý là cũng phải có mang rồi thì bắt cái anh kia là phải cưới đấy, cưới, bắt phải cưới, có nghĩa là gần như là trăn chồng của chị, đúng không mọi người? Đấy, không nói là không lấy ai, là bắt là phải cưới. Hai bên cha mẹ thì cũng rất là sử dụng cái từ là cũng rất là sợ mặt, đúng không? Cũng rất là sợ mặt đấy. Thì khi mà cưới thì đại ý là chị thì ở tầng dưới, em với chồng thì dành cho tầng trên, đúng không? Nhưng mà khi cái câu chuyện này thì nó xảy ra thế này thì thứ nhất là sư cũng chia sẻ, thứ hai là nếu như mà những người nào mà có cái hoàn cảnh như thế mà xem được cái câu chuyện này đấy thì mình nói chung là phải rút kinh nghiệm đấy. Thứ nhất là nói tới cái người ăn rể, nói tới cái người ăn rể như thế thì mọi người phải biết được là người ăn rể rất là tồi rồi. Người ăn rể rất là tồi rồi nhưng mà lại phải lên án cái cô em gái đấy. Lên án cái cô em gái đấy. Ăn rể mình có như thế nọ như thế kia nhưng mình phải biết mình là em, anh nơi đây là chồng của chị mình đấy. Tuy rằng cái người ăn rể đã tồi rồi nhưng mà cái cô em gái thì nói chung là càng tồi tệ hơn đấy. Càng tồi tệ hơn thì sư mới chia sẻ cho mọi người là nếu như mà gọi là đã quá ra rồi thì mình, nó trót quá ra rồi thì mình phải tìm cách, đúng không mọi người? Cái gì nó cũng có cái phương án. Trời ơi sao này nỡ lòng làm lại cướp chồng của chị cái kiểu đó, đúng không mọi người? Cướp chồng của chị cái kiểu đó. Còn chị thì liệu người chị có phải là một vị Bồ Tát từ bi hỷ xả thật hay không? Mọi người, chắc là người chị cũng rất là đau khổ, đúng không? Người chị rất là đau khổ, chắc là cũng nén lòng thương những đứa con, cố sống để mà nuôi những đứa con thôi, chứ còn chắc là cũng nén lòng lại, cũng rất là căm thù chồng. Nhưng nếu như mà chồng mà
tư tần ở bên ngoài thì có thể mình còn bức xúc, mình còn như nọ như kia được, nhưng đây lại chính là em gái của mình. Đau khổ lắm mọi người, đúng không? Đau khổ lắm. Tức là cái chuyện ở đây nói là mí ngọt đánh cả cụm, nhưng mà đánh cả cụm có khi nó hợp lý, nhưng mà ở cái trường hợp này thì gọi là gặt chéo, đúng không mọi người? Gặt chéo, em cướp chồng của chị rồi còn gì. Trời ơi, hạnh phúc cái kiểu gì mà khi mà mình hú hí với cái người chồng như vậy mà để cho chị mình như vậy thì làm sao mà mình hạnh phúc được. Mà mình cũng nói chung là mặt trơ trắng bóng, mặt dạng mày dày, đúng không? Một cái trường hợp này thì gặt chéo. Còn đâu người ta mí ngọt đánh cả cụm thì ở cái thế gian là rất là nhiều, rất nhiều mọi người. Mí ngọt đánh cả cụm thì có những khi ấy, có những khi chị ốm đau. Đã, chị ốm đau thì em gái, nói chung là em gái nhỡ nhàng. Đã, em gái là phải cái trường hợp nhỡ nhàng rồi thì đến phục vụ chị. Đã, phục vụ chị rồi cuối cùng rồi chị ốm đau, tức là ốm thì mọi người phải biết là phải ốm ở những cái trường hợp gọi là liệt hay là không đi lại được. Đã, thì có thể là mọi người người ta gán ghép cho cái cô em gái này thì về để thứ nhất là nuôi chị, chăm chị rồi nuôi các cháu, thì cái trường hợp đó là rất là tốt đẹp, đúng không? Rồi ngược lại có khi là người chị quá lứa nhỡ thì không may cái người em gái lấy chồng thì cái người em gái này cũng bị ốm đau như nọ như kia chẳng hạn đấy, hoặc là bị chết chẳng hạn đấy, thì có khi là người chị tuy rằng là hơn tuổi cái người em của mình đấy, nhưng mà có thể là hai bên gia đình rồi cũng người ta cũng phải thương nhau, người ta cũng phải có cái cảm tình thì người ta gán ghép cho, thì cái trường hợp này là mía ngọt đánh cả cụm thì nó rất là phước, đúng không? Rất là phước, rất là tốt. Thì nói chung là trong cuộc đời thì nếu chỉ mong rằng là ai nghe được những cái câu chuyện này, ai nghe được những cái câu chuyện này mà rất là có ý nghĩa đối với những người còn trẻ, đối với những người còn trẻ, thì khi mà mình có một cái người em vợ thì mình phải rất là cẩn thận. Đã, mình nếu như mà mình có cái tính gọi là đá đưa, nhưng mà nếu cái người em vợ người ta cứng rắn thì người ta sẽ chửi lại, người ta nói lại, thì là cái người ăn rể đó chịu. Nhưng mà khốn, nhưng mà người ta nói ở đời nhiều khi ấy, nhiều khi người ta nói một cái câu này, chú nói cho mọi người nhé. Tự, người ta nói là tự cái con chó cái. Đấy, cái con chó cái nó đi nó cong đuôi lên. Đấy, nếu mà con chó cái mà nó cúp đuôi lại thì con chó đực không làm gì được, nhưng tự cái con chó cái nó cong đuôi lên. Đấy, ngày xưa có những cái cụ sư ni già, cụ ấy tu hành rất là chân chính, cụ ấy coi giữ tất cả những vị sư trẻ, vị sư nữ trẻ, vị coi giữ, vị nói là, tức là vị thấy những cái vị nọ vị kia có cái kiểu cách như nọ như kia, là vị biết, là vị nói là đàn ông thì người ta thế nào cũng được. Người ta thế nào cũng được, nó như là một cái cọc ấy. Đấy, một cái cọc, người ta khi mà nó cái cọc ấy nó nấm nó bẩn, người ta rửa đi là nó sạch thôi. Nhưng mà còn đâu, các vị ngu là các vị chết, nữ giới mà không giữ thì các vị ngu là các vị chết. Xin tạm biệt tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người có một cái buổi chiều thật là vui nha.